À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game Heroes 7. Mình là Tô Tan Qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục cái cuộc chiến phe thiên thần. Ở tập trước thì mình cũng đã thực hiện cái cuộc chiến nó khá rồi đấy. Gì đây? Spirit Gate, cổng ma thuật. Cũng khá khá rồi và bây giờ mình sẽ tiến xuống phía nam này thì còn một ít đất ở phía nam này mình đã giải quyết nốt. Ở đây nó có mấy cái trưởng gì hay hay đây. Chưa biết đây nhưng mà mình muốn mình phải đánh thằng này à? Ăn được không nhỉ? Ăn thôi. Tướng lĩnh của mình ở đây nhiều phết đấy. Mua quân rồi. Đường này là để xuống địa ngục. Vào đây đã. Cậu là Magic. Có rất nhiều cái để cậu dịch nữa này. Đấy, rất nhiều cái để là vào. Tao di chuyển. Hết rồi. Mình cũng khá khá tướng rồi này nhỉ. Bây giờ là mình sẽ tiến xuống phía nam. Cái đất của cái thằng màu xanh xanh ấy, mình thấy nó có vẻ là nó đang muốn choảng mình. Bây giờ mình phải giải quyết thằng đấy đã. Đồng thời thì mua quân nữa. Bây giờ thiên thần. Ôi em này em nhiều đồ thế. Mình cắt thiên thần đi à? À, cắt con phượng hoàng đi à? Ái giả vampire mà cả giờ à, ôi nó đi nó bay nhanh thế. Ôi, cho nó phép trưởng ánh sáng cho nó biết sức mạnh của thiên thần. Chết 13 thằng luôn này. Đạt tận 1.400 bao nhiêu. Ô con này bây giờ mạnh thế. Biết thần lửa của anh ạ. Biết thần lửa của anh ạ. Có một điều băn khoăn là bây giờ mình không biết mình sẽ chơi quân kiểu gì. Thêm được một phép thuật mới 2.000. Hết rồi. Không đi được nữa rồi. Dùng phép bay về thành hết rồi. Chả mua được cái quân gì. Con này cũng có phép bay về thành. Hoặc là Spirit đã để có thêm mana. Có mana thì khó đánh nhau lắm.
Dích thì tăng đam. Magic thì tăng đam. Sao lại có cái màu đỏ đỏ đây nhỉ? Vãi. Hết tiền chưa? Suýt hết. Còn một đồng. Ái, lại nhìn thấy thanh niên lọ mọ ở phía nam lên rồi kìa. Mình vừa nhìn thấy có một cái thanh niên nào lọ mọ ở phía nam lên. Chạy sang đây đã. Quân như này thì ít phải sợ thằng thanh niên nào lắm. Đấy, vào đây để ăn đã. Cộng mấy cái này ăn được khá nhiều thứ đấy. Có một thằng ở phương nam đang lên này. Ai già mạnh đấy. Qua tuần ra đây mua quân lại em ơi. Giờ mình chỉ có một quân, mình chả cần xây dựng thêm này nhiều làm gì. Trừ những thành những cái thành này phải xây lên để có con rồng này. Xây được con rồng này. Tốn cái gì nhỉ? Chả tốn gì. Xây được. Có một con chạy à? Mày chạy à? Chạy à? Phép à? Hết tiền. Bốn mươi thằng thì cũng không nên mang theo. Ở đây lượn lờ để kiếm thêm đồ nữa. Thank you.
được vào mấy cái này tăng số thứ mà. Đây nữa, nhiều mà. Chịu khó một tí. 30 mana. Đuổi xem cái thằng kia nó đi đâu. À, chạy 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 chạy. Chắc mình phải cho hai quân đoàn xuống đây. Ăn con chim này đã. 30 con. Con chim này nếu mà để đi công thành thì rất là tuyệt. Bởi vì nếu như công thành ấy thì nó bay rất tốt. Vãi cả mana, vãi cả phép, nhiều thế. Nó hết phản đam rồi. Nó hết phản đam rồi. Ta cầm cái tên bắn. Ây da. Soul Master. Ta có Soul Master. Người đá bị vướng à? Ôi mình chọn đúng vào cái chỗ này để đánh mình vướng rồi. Cộng được hết 300. Rồi, thằng võ sĩ để trâu thế. Úi giời. Ai giả. Kiếm sĩ trâu phết đấy. Cái gì đây? Ôi thanh kiếm tăng. Cộng 9 hero damage person theo người cộng 2 midnight. Ồ, thanh kiếm này thì chất phải biết rồi. Nhưng mà bây giờ đeo cái kiếm này vào thì không đeo được cái cung. Dragon best. Chắc cho một thằng tướng khác vậy. Cái này thì nó tăng tấn công tầm xa, cái nào cũng ngon. Thế mới khó.
Thế mới khó. Hết tiền. Con này nó mua quân ở dưới này tốt hơn. Ây da. Bây giờ tài nguyên của mình khá nhiều nhỉ. À kia nó vừa chạy đâu rồi? Đúng rồi, thằng này lên đây để ăn mấy cái này chứ. Nó còn mấy công trình trên này nó chưa ăn. Thanh niên này mang theo rất nhiều lính. Điều quan trọng nhất là đội này. Con này phép của nó nhiều. Cái gì đây? Con đường này đi xuống đâu đấy? Xuống dưới đất của chúng nó rồi à? Vào đây. Ăn kinh nghiệm này. Con này về để mua quân. Rồi. Cổng đi xuống địa ngục. Phải duy trì hai hàng tướng chỉ chuyên để mua quân nhỉ? Mà lo thì nhờ tiền mình nhiều thôi mà. Cái thành ma quỷ này mình chưa nâng cấp được mấy. Đây rồi. Rồng đi. Rồng rắn vào nhìn cho nó chất. Ây da ơi, rồng ác phết đấy. Chả nhẽ mình lại chơi một tướng kỵ sĩ bóng đêm nhỉ? Ở cái thành này này. Có cái thành tướng ma quỷ. Mình chả có cái thằng tướng nào tướng ma quỷ. Tướng ma quỷ.
con đường đi ra đây này. Đấy, nhìn thấy màu xanh xanh bên dưới rồi. Những con kia mình chưa mua, không cần mua vội. Thành trên này không thằng nào đánh được mình chưa vội. Con này thì không tấn công ở tầm xa. Thằng này thì khỏe. Thằng này nhiều phép. Ôi, ai chả, con hươu này cũng mạnh đấy. Ai à, trời. Thế chết chuột à? Đánh lan à? Ôi thằng này máu trâu thế nhở? Có ba thằng nó đánh trâu đấy. Chết. Em sister hồi máu. Quá tuyệt vời. Sao một tên đánh. Thằng này nó chém lan. Mạnh lắm. Có thêm được mấy thằng nữa thì tốt nhỉ. Mình mới đang tuyển. Thằng này mạnh hơn thiên thần nhưng mà nó không hồi được máu thôi. Nó thiên để đánh nhau. Thiên thần thì mạnh hơn thôi. Chúng ta lên cấp nữa rồi.
cấp 29 rồi. Cộng 6 phòng thủ. Đi đến đâu đây? Ui, cái cầu đẹp thế. Ồ, cầu Bắc. Hình như đây nó là một con đập. À, sang đất đây rồi. Cho thanh niên này đi theo. Để bồi quân cho con này. À, nó lại có đường nào nó vòng vòng ra kìa. Hình như cái thành này chưa có quân chiếm được à? Toàn ma. Ô, mình không ăn được nó à? Toàn lực lượng chạy sang bên này. Khỉ thật. Nó đi đường này lên à? Con đường đây lên nữa. Thôi quay lại đã. Không biết nó đi đường nào lên nhưng mà mình phải đi theo con đường đấy lên để mà khử nó chứ nhỉ. Mà chắc chắn mình phải vào thành thủ rồi. Đứng ngoài là chết đấy. Nâng cấp dòng xịn lên. Xem nào. Quấy dòng xịn này, 490 máu này. Không có tướng của ma quỷ nhỉ? Tuyển được tướng của ma quỷ thì mới dùng được bọn này, hợp lý. Cái thành này mua quân. Tiền. Ôi nó đuổi rồi, nó đuổi đến rồi. Ăn nó. Chưa biết nó đại chạy đến đâu, mình cứ đứng đây đã. Mua quân vào cái thành này. Chạy tới không nhỉ? Chạy về đây à?
Chưa quá à? Có thể sang tận bên đây mới được. Trời ơi. Ngon đấy, cứ vào mà ăn anh. Ai chà. Chưa biết nó tấn công thành nào thôi. Chỉ là mình chưa biết nó tấn công thành nào thôi. Thành này chắc thủ được chứ nhỉ? Thành này phải mua mấy thằng này đã. Đúng rồi. Để tiếp viện thêm cho thằng quân kia. Mấy thanh niên này nữa, hết tiền. Trò chơi mèo vần chuột. Nó không bay đến cái thành ma quỷ này được. Giá bóc lốp mình à? Chết rồi, không kéo tẹo tướng mình mất. À, mày. Con tướng này của mình di chuyển chậm thế nhỉ? Hợp nhất với em này à? Chuyển quân ra. Ăn được không nhỉ? Liều ăn nhiều sợ gì nhỉ? Tướng của mình tướng cấp 3. Rồi, về đây, tốt rồi. Chui vào đây. Phủ thành nhỉ. Phí quá nhỉ, bao công mua mấy bọn này. Thành này chúng ta không auto phi về được.
Đoàn quân ma quỷ. Ăn đấy. Chuyện này căng rồi. Ôi, sao tàu này nó xếp được 3 hàng thế này? Học cái skill gì để xếp được 3 hàng thế này nhỉ? Sao lại xếp được 3 hàng nhỉ? Tí mình xem có skill gì đấy. Phải, nó có cả thiên thần, 10 thiên thần. Ở đâu mình chứ? Nó đây mà. Nó công mình trước. 80 mana, mày đừng đùa với anh. Time control. Nó toàn là phe ma quỷ á. Đạo yếu vãi trưởng. Bán thiên thần của anh đi. Còn đấy là thằng vampire mà cả rồng. Ôi ôi, bắn chết được một thằng. Mày lên à? Mày lên à? Tướng của mình tướng cấp thấp quá. Một thằng. Hai thằng đá của mình. Bay lên đây. Bay lên đây. Bay lên đây. Bay lên đây. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ dùng phép ánh sáng để diệt bọn này. Bọn này toàn ma quỷ thôi. Phần lớn là ma quỷ. Cái ánh sáng này sẽ có tác dụng hồi máu cho thằng người đá của mình.
nhưng đồng thời cũng gây đam lên một loạt quân của nó. Trời ơi, đấy này lại còn bảo vệ bọn dưới rồi. À, chống phản đam luôn. Chống phản đam luôn. Mình có đang chết mất. Số quân của chúng mày bị reception này, nó không tấn công được. Nó mạnh lắm cơ mà, tướng này của mình tướng các level 3. À, chết mất hai thằng người băng của mình nữa rồi. Làm hồi máu được cho bọn này bây giờ. Ô, con nhện nó gớm nhỉ. Ôi ô. Căng rồi. Trận này thiệt hại cực nặng luôn. Chạy ra đây để có thể hồi được. Mặc dù mình cũng không biết bao giờ mới hồi được.
này rồi. Nó áp sát nhanh quá mà quân nó đông. Không dùng phép hồi được. Sao mình không được dùng phép nhỉ? Thiệt hại nặng quá. Ái dạ, ái dạ. Úi dồi. Thiên thần về trời rồi. Dùng những cái phép này gớm quá. Fortune. Xong rồi. Đạo quân của mình không trụ rồi. Thế nó mới vui. Trận nào cũng đánh thắng thì nó lại mất vui rồi. Để xem thằng nào lì được đến hơn. Chẳng có gì để nó mất nữa, đánh hết. Tiếc rằng là tướng của mình chưa lên cấp. Nếu mình lên thêm cấp nữa thì nó SML ngay.
trận này xong quân là nó tan rã tan tăng. Trời ơi, sao không cho mình dùng phép đi? Đây rồi. Thôi hết mana rồi. Xong rồi. Tướng 3 sao, hết mana. Pháp sư của mình nó được cái phép thuật để bảo vệ nhỉ? Xong. Ai già. Một trận đánh có thể nói là kinh hoàng. Rồi xong. Có thằng nào đây? Ờ, sao nó có thằng người đá ném đá này? Ôi vãi thật. Kết thúc nhanh đỡ đau đớn. Chờ tướng kia quay về đã. Khỉ thật, sao nó móc lốp mình được nhỉ? Tốn bao nhiêu quân của mình. Ngóng các anh ấy tự đánh vậy. Trận này thua chắc à? Ôi ôi. Đội ma cà rồng. Thôi dứt điểm anh đi. Trước khi đi mình đã mua được 2 con rồng ra ngoài rồi. Rồi sau phim. Ây da. Mày chạy đi đâu? Chạy lên quận à? Mất cái thanh này căng nhỉ. Sao nó cứ bảo bay về cái thành đấy là cái quái nào nhỉ? Mình cần nó phải về cái thành này chứ. Mua quân á. Không mua được.
bỏ mấy con sói này đi. Con vào đây. Kinh thật. Mày chạy á? Mày là anh mất hơi nhiều quân đấy. Mày là anh mất hơi nhiều quân đấy. Không biết tao có cái hướng đi đấy là như nào nhỉ? Mày à. Cho nó phát triển anh sẽ... Mày là bắt nạt quân của anh đúng không? Mày dám bắt nạt những thằng yếu yếu đúng không? Nào bây giờ mày lên đây. Tiên này chống phản đam à? Cho nó lên. Bọn nó bay nhanh ghê à? Ai chà. Mày chết. Phát chém vào thằng này tương đối ấy. Nó cũng mạnh mà. Nó cũng là tướng rất mạnh. Mày chết này rồi. Thằng kiếm sĩ này hớm phết nhỉ. À ngon. Đòn này phát bắn trúng hai thằng. Mày chết. Mày nè, mày nè. Được đó. Vừa hồi máu vừa gây đam. Chết luôn cả hai thằng.
mày đòi ăn con thuyền hoàng ba của anh. Đòi ăn người đá của mình cơ. Qua đây để chết chùm mà cô. Chết một thằng người lửa của mình à. Phát số lửa chưa kịp hồi thì phải. Đánh hơi nhanh. Thôi được rồi, không cần. Mua được cái gì nữa rồi. Rồi, ra sang đây, sang đây, sang đây. Chiếm lại thành. Thằng này đến đây thì muộn rồi, quay về đây mua quân nữa. Ở cái thành to của mình đây. Tướng ma quỷ nhỉ? Được so với mua được. Kinh hoa. Trận chiến căng thẳng. Nó cũng toàn tướng đời cuối rồi. Mình cũng đời cuối, nó đời cuối, mình cũng đời cuối. Mình nhặt được cơ số đồ của nó. Mà mình cũng chả xem nó là cái gì. Phép thuật của bóng tối này. Điện thật, nó gọi được mấy con rồng lên. Rồng mới chả rắn này. Nó mua được nhiều thằng ma thế.
Sao không bắn được? What the? What? Sao không ăn được đó này? Mày lấp được. Level 23. Thảo nào mày hổ báo thế? Thảo nào mày hổ báo thế? Chắc chắn là nó mua hết sạch quân rồi. Chả mua nữa. Chiếm lại được cái thành nữa. Kế hoạch nam tiến của mình gặp chút trắc trở. Hay quá, lên cấp 20 luôn à? Ôi con này lên cấp 20 luôn này. Có mặt tha hồ học skill luôn. Di chuyển này, tăng vào di chuyển. Hoặc cái này đã để hồi máu. Cái này tăng kinh nghiệm. Maximum mana cơ. Nghe hồi mana. Học qua đây. Ôi. Phát lên gần mắc cấp luôn. 156 mana rồi. Con này bây giờ thì nó cũng hổ báo, chả kém gì con đây. Chuyển đồ sang nữa. Cho nó đeo cái này. Đánh cho rực rỡ. Thủ nó trâu lên rồi nhỉ.
bóng đêm này. Không có tướng nào bóng đêm để cho nó đeo đồ đấy nhỉ. Thuốc áo giáp. Thế là cũng ngon lắm rồi. 233 mana rồi. Úi dồi ôi. Con này bây giờ lại thành tướng khủng à. Đội hình này đủ ăn đấy. Ây da, hay quá. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các cái video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.